Ngân hàng nhà nước bắt đầu công bố tỷ giá trung tâm từ ngày hôm nay 4 tháng 1 năm 2016. Đây là tỷ giá tham chiếu cho các ngân hàng thương mại có thể được điều chỉnh linh hoạt hàng ngày theo cung cầu ngoại tệ. Tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam so với đô la Mỹ sẽ do ngân hàng nhà nước công bố hàng ngày, được xác định trên cơ sở tham chiếu diễn biến tỷ giá bình quân gia quyền trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng. Diễn biến tỷ giá trên thị trường quốc tế của một số đồng tiền của các nước có quan hệ thương mại, vay, trả, nợ đầu tư lớn với Việt Nam, cũng như các cân đối kinh tế vĩ mô, tiền tệ khác ở trong nước. Ngân hàng nhà nước cũng tuyên bố sẵn sàng bán ngoại tệ khi cần thiết, để ổn định thị trường ngoại tệ và tỷ giá trong biên độ cho phép. Và trong ngày đầu tiên công bố, tỷ giá liên ngân hàng mới đã được nhích lên 6 đồng so với tỷ giá cũ. Như vậy với biên độ dao động là 3%, ngân hàng thương mại có thể mua bán đô la Mỹ ở mức cao nhất là 22.552 đồng một đô la. Tuy nhiên, ghi nhận thực tế cho thấy các ngân hàng hiện đang giữ nguyên mức giá như hồi thứ năm tuần trước, thức thấp hơn giá trần quy định khoảng 12 đồng một đô la.